Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that okay, good buddy. Potion. Just my kind of heat. Keep it. Hello, xin chào tất cả các khán giả yêu mến kênh Vũ Khắc Tiệp Official. Chúng ta đã quay trở lại sau 3 tháng giãn cách. Wow, thời gian quá dài so với một năm. Một năm trôi qua chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian và rất nhiều những kế hoạch, những cơ hội của mình. Không sao, còn sức khỏe là còn tất cả. Chúng ta sẽ quay trở lại công việc và cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất. Thật có lỗi với tất cả những khán giả yêu mến kênh Vũ Khắc Tiệp Official vì quá lâu rồi Tiệp không ra tập mới. Ôi, nhớ tất cả các bạn, nhớ tất cả những người luôn ủng hộ Tiệp và ủng hộ Vũ Khắc Tiệp Official. Trong thời gian này, Tiệp sẽ làm một số tập về lifestyle, về đời sống hàng ngày, về phong cách hàng ngày của mình để tương tác với khán giả yêu mến Vũ Khắc Tiệp Official để chúng ta kết nối với nhau gần hơn và không xa nhau như thời gian vừa rồi. Tiệp đã đọc được rất nhiều comment các bạn muốn Tiệp làm những tập chia sẻ về phong cách thời trang, về lifestyle của mình. Và hôm nay Tiệp sẽ chia sẻ những món đồ mà mình yêu thích, những món đồ mà không thể thiếu đối với một người đàn ông. Và tập này cũng để mừng kênh Instagram của Tiệp đạt 1 triệu follow sau 3 ngày mong đợi. Và cũng mừng Sài Gòn đang dần hồi sinh trở lại. Tiệp đang lên kế hoạch cùng ekip của mình để cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sẽ đi một vòng đến tất cả các nơi đẹp trên thế giới để review, chia sẻ với tất cả các bạn yêu mến kênh Vũ Khắc Tiệp Official. Và chắc chắn rằng sự trở lại sẽ lợi hại hơn xưa và sẽ không bao giờ làm cho các bạn thất vọng. Còn nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn phải giữ gìn sức khỏe, vì có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả. Và nhân đây, thông qua tập mới này, thông qua sự trở lại này, Tiệp cũng muốn chúc các bạn cùng gia đình của mình thật bình an và nhiều sức khỏe. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta vào cuộc ngay. Và hôm nay Tiệp sẽ review hai phụ kiện mà mình yêu thích nhất và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là nước hoa và mắt kính. Và những ai theo dõi Vũ Khắc Tiệp đều biết rằng mắt kính đó là phụ kiện yêu thích nhất của Tiệp. Tiệp luôn luôn sử dụng mắt kính trong mọi hoàn cảnh. Còn nước hoa thì thật sự chia sẻ thật, Tiệp cũng không phải là người mê nước hoa trước khi Covid. Nhưng mà sau khi Covid, không hiểu làm sao nó thay đổi rất nhiều cái sở thích của mình. Nước hoa cũng là một trong những phụ kiện mà mình nghĩ là đàn ông phải có những mùi nước hoa tinh tế thì mới quyến rũ được đối phương của mình. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng khui 10 món phụ kiện này nóng hổi ngay tại đây. Đầu tiên là Tiệp sẽ bóc 5 hộp nước hoa trước nhé. Và trước khi bóc 5 hộp nước hoa này, Tiệp chia sẻ về lý do 5 hộp nước hoa đang có mặt trên bàn ngày hôm nay. Đây là 5 mùi nước hoa đặc biệt dành cho phái mạnh. Thực ra Tiệp cũng chưa sử dụng 5 mùi nước hoa này bao giờ, và đây là lần đầu tiên. Vì khi mà Tiệp nói là Tiệp muốn siêu tầm những loại nước hoa đặc biệt nhất, thì Tiệp có nhờ một cô em gái tên là Phương Thi Thu ở Paris. Cô ấy làm trong lĩnh vực thời trang tại Paris, và cô ấy rất am hiểu về thời trang, đặc biệt là nước hoa. Và khi Tiệp chia sẻ về cái sở thích của mình, nói là mình muốn siêu tầm các loại nước hoa đặc biệt trên thế giới bắt đầu từ bây giờ, thì cô em Thi Thu mới tìm cho Tiệp 5 loại nước hoa mà đặc biệt của các dòng nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Thực sự 5 dòng này Tiệp chưa dùng, chưa bao giờ dùng, và đây là lần đầu tiên sau tập YouTube này Tiệp sẽ dùng, và hy vọng có cơ hội dùng nó thường xuyên hơn nữa. Đó là chúng ta hết dịch được đi lại và được gặp gỡ. Và loại nước hoa đầu tiên có tông màu xanh lá cây, có cái tên là Glide Glittering. Thật ra Tiệp đọc tiếng Anh không phải tốt lắm, nhưng mà cố gắng cần cù bù khả năng, đúng không? Và cái thương hiệu nước hoa này này, trước khi quay tập YouTube ngày hôm nay, Tiệp có tìm hiểu về thương hiệu nước hoa này. Nó có một cái dòng nước hoa được xếp vào loại nước hoa đắt nhất thế giới, đó là Imperial Masati. Và hôm nay Tiệp không chọn cái dòng nước hoa đắt nhất thế giới kia, mà chọn một dòng nước hoa của nó có mã là 1872. Được biết dòng nước hoa này có mùi hương chanh và các loại trái cây nhiệt đới. Mùi này rất hợp cho mùa hè. Thực ra Tiệp mua cái này để dành cho mùa hè, nhưng mà đang hồi hộp. Sau tập này Tiệp sẽ mở ra và sẽ dùng thử xem như thế nào. Nếu thật sự tốt đúng như cô em Thi Thu chia sẻ, Tiệp sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Ok, giờ mình mở nhá. Ồ, cái hộp của nó cũng đẹp luôn, rất sang. Wow, đẹp quá. Hình như loại nước hoa này Ngọc Trinh cũng có này. Thương hiệu này thấy cũng nhiều người dùng. Thật ra Tiệp bắt đầu từ bây giờ, các bạn sẽ thấy mình sẽ siêu tập rất nhiều loại nước hoa đặc biệt. Mẫu mã của nó rất đẹp. Thử nhá, thử ít thôi, vì
xịt xong cũng không ai ngửi hết, để dành khi mà đi với đối phương của mình. Wow, ôi mùi của nó tuyệt vời. Công nhận khi mà xịt một mùi nước hoa thơm, mình cảm giác mình tự tin và mình tràn đầy năng lượng. Xuất sắc, các bạn có thể sở hữu cho mình một lọ nước hoa này. Cái này có giá hình như là hơn 10 triệu. Trời, không giờ nghĩ lọ nước hoa này thơm như vậy. Ôi, mùi của nó quyến rũ. Cái mẫu mã cũng đẹp nữa, bao bì cũng đẹp nữa. Rồi. Và đập hộp thứ hai chính là lọ nước hoa Bulgari, hay còn gọi là BVL. À, thương hiệu BVL này thì nổi tiếng trên thế giới là trang sức và đồng hồ. Hình như là Lisa Blackpink là đại diện thương hiệu này. Còn cái lọ nước hoa hôm nay Tiệp sở hữu chính là lọ nước hoa có cái tên là Le Gem Cobra. Đây là lọ nước hoa mới ra mắt vào năm ngoái, và đây là dòng nước hoa đặc biệt và nổi tiếng và đắt nhất của thương hiệu này Bulgari. Và cùng khám phá nhé. Thật sự không diễn và cũng không làm trò, cũng không làm màu. Hôm nay mới nhìn thấy những cái dòng nước hoa này, vì mình mua về mình để đấy, để quay tập hộp chia sẻ cùng các bạn. Cái hộp của nó cũng đẹp, màu đen và màu vàng gold. Hai loại nước hoa này trùng hợp thế, hai cái đều là màu xanh lá cây và màu vàng gold. Quá đẹp, xuất sắc. Bao bì của lọ nước hoa này làm cuốn hút quá. Cái này mình trưng bày là decor trong phòng cũng tuyệt vời. Phải cảm ơn đến cô em Thi Thu đang sống ở Paris đã mua cho anh những lọ nước hoa tuyệt vời. Anh đặt niềm tin đúng chỗ. Ngất vì mùi này. Mùi này rất hợp với đàn ông, cực kỳ quyến rũ và tinh tế. Quá thích, hai lọ nước hoa quá thích. Và cái thương hiệu thứ ba này chính là thương hiệu Rocha. Thương hiệu này Tiệp cũng thấy rất nhiều người dùng thương hiệu này, và hôm nay mình mới sở hữu. Thương hiệu nước hoa này chỉ chuyên về sản xuất nước hoa, và nó không sản xuất tất cả các phụ kiện giống như Bulgari. Và cái thương hiệu nước hoa Rocha này chỉ dành cho business và những quý tộc của Anh. Và nó cực kỳ hiếm, Tiệp cũng may mắn khi được sở hữu dòng nước hoa này và sẽ thử trong thời gian tới. Còn bây giờ chúng ta cùng bóc ra xem nó như thế nào. Đấy, hôm nay mới được đập hộp nhá. Thật sự ngày xưa cứ thắc mắc tại sao Ngọc Trinh lại bỏ 70 triệu đến 100 triệu mua một lọ nước hoa. Và hôm nay khi mình xài thử hai lọ nước hoa này thì mình mới nghĩ là nếu Tiệp có tiền nhiều như Ngọc Trinh cũng sẽ như thế. Ok, bây giờ mình cùng xem lọ nước hoa này như thế nào. Không hiểu từ nãy giờ bóc 3 lọ nước hoa rồi đều có cùng một tông màu xanh, đen và gold. Lọ nước hoa này bao bì cũng màu gold và màu đen. Nếu về bao bì, về mẫu mã thì lọ nước hoa này thì không đặc biệt như hai lọ này, nhưng mà nó cũng đẹp đấy. Giờ thử mùi. Mùi này nó thanh kiểu mùi gỗ, nó hơi nhẹ so với hai mùi này. Thực ra nếu mà thích thì Tiệp thích hai mùi này hơn. Tiệp thích cái gì đó nó đập vào mắt đối phương một cái sự quyến rũ, có thể xé áo, có thể tiến tới luôn. Còn mùi này thì Tiệp nghĩ là sẽ hợp phù hợp với đi gặp đối tác. Và thứ tư chính là Atlas Fever. Và cái dòng nước hoa này nó chỉ dành cho những dân chơi nước hoa chuyên nghiệp. Wow, rất đặc biệt đúng không? Cái Atlas Fever này nó ra mắt vào năm 2017. Và 2 năm sau, 2019, nó đạt giải sáng tạo. Tuyệt vời. Chúc mừng Atlas Fever, ta sẽ thử mày. Nếu mày quyến rũ, ta sẽ dùng mày thường xuyên. Ok, giờ mình cùng bóc. Hình như cái chai này nó có mùi hương của gỗ và vani, để Tiệp thử như thế nào. Thật sự nếu mà thích thì Tiệp thích sự quyết liệt, quyến rũ và gặp cái là có thể ngã luôn. Ô này, ngạc nhiên chưa? Tất cả các tông màu đều giống nhau, đen, gold và xanh lá cây. Cái ký hiệu này là Ethni Hilo. Là các bạn nhé, khi mà Tiệp review các bạn lưu ý lại, nếu mà thích thì mua những dòng này sở hữu giống Tiệp. Bắt đầu nghiện nước hoa tốn tiền đấy. Hồi trước giờ nghiện mắt kính và giày, giờ bắt đầu nước hoa. Wow, rất đẹp, rất nam tính, rất đặc biệt và rất đàn ông. Bắt đầu tiêu kể tiếp. Chỗ này nó chưa có mùi nước hoa này.
Trời đất ơi, tôi đã tìm ra chân lý của cuộc đời mình. Chắc chắn rằng tất cả những người gặp tôi đều phải đổ ngay. Đó là mùi nước hoa này. Nếu mà các bạn sở hữu cho mình một lọ nước hoa này thì Tiệp đánh giá các bạn về độ tinh tế rất là cao. Hôm nay mình phải hiểu là tại sao khi mà đối phương của mình đổ ngay lần đầu tiên, mùi nước hoa cũng quyết định rất nhiều. Mùi này là mùi gỗ hòa quyện và vani. Nó quyến rũ vô cùng. Không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cái sự quyến rũ của mùi này. Nhưng nếu các bạn ngửi, Tiệp đảm bảo các bạn sẽ ngất ngay tại chỗ vì sự quyến rũ. So với 3 mùi trước thì mùi này Tiệp chấm 10/10. Mùi này Tiệp sẽ sử dụng cho những lần quan trọng nhất, những lần quyết định của chuyện tình cảm. Không bao giờ cho ai dùng mùi này, sẽ cất đi. Và lọ cuối cùng có cái tên là Ben Halligan. Dòng nước hoa này xuất xứ từ Anh và nó cũng là mùi của gỗ hòa quyện và một số mùi. Thì Tiệp mở ra xem và chia sẻ với mọi người nhé. Hôm nay mình chọn tông cực kỳ phù hợp, vẫn là màu gold và màu xanh lá cây. Cái lọ nước hoa này hình con này là con gì? Con này con dê hay là con cừu ta? Con dê hay con cừu em? Con dê. Con dê. Dòng nước hoa này nó có nhiều loại mẫu mã, ví dụ con dê, con sư tử, vân vân vân. Thì hôm nay Tiệp sở hữu con dê. Xem nào, xem mùi nó như thế nào nhá. 10/10 này, nó hoa này 10/10 này. Mùi này nó hơi bình thường, nó không đặc biệt lắm. Hay là do mình thử nó một lần nữa nào. Mùi này đánh giá sao nhỉ? Mùi này nó nhẹ nhàng, nó cũng thanh lịch, nhưng mà nó không quyến rũ đậm và gặp cái chết liền như mùi này. Tiệp thì Tiệp thích cái gì nó phải quyết liệt, cái gì nó phải một phát ăn ngay. Nói chung trong bộ sưu tập của mình có thêm mùi nước hoa này cũng rất tốt, vì đây đều là những loại nước hoa đặc biệt và nổi tiếng trên thế giới. Thật sự khi giao cho Thi Thu tìm cho anh 5 lọ nước hoa đặc biệt nhất để anh review lần đầu tiên anh đập hộp thì Thi Thu không làm anh thất vọng. Mọi người có thể follow Instagram, TikTok của Thi Thu hoặc là YouTube Phương Thi Thu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đập hộp 5 cái kính. Tất cả mọi người đều biết kính luôn đi kèm với Vũ Khắc Tiệp, tạo lên thương hiệu của Vũ Khắc Tiệp. Có rất nhiều người khi gặp Vũ Khắc Tiệp không đeo kính không nhận ra, vì trong mọi hoàn cảnh Vũ Khắc Tiệp đều đeo kính, nên kính là một trong những phụ kiện được Tiệp ưu tiên hàng đầu. Và Tiệp sẽ sưu tầm rất nhiều loại kính, sẽ có một ngày nào đó Tiệp sẽ đập hộp 100 cái kính yêu thích của mình của rất nhiều những thương hiệu. Và hôm nay có 5 cái kính này. Và đầu tiên là kính Off-White. Cái kính này rất đẹp ha. Cái kính này Tiệp mua 2 màu, màu đen và màu đồi mồi. Màu đồi mồi này rất là lạ nhá. Cái điều đặc biệt của kính này đó là cái logo của thương hiệu Off-White. Đeo cho mọi người cùng xem nhá. Oh no. Chuẩn ngay. Đây là màu đây là màu màu đen nhá. Mua 2 màu, màu đồi mồi và màu đen. Thực ra màu đen thì phù hợp với tất cả mọi người. Cái góc của nó to và rất thời trang. Hải màu đen. Em quay cái logo này, cái logo đặc biệt của cái kính này này. Được chưa? 2 màu. Và tiếp đến là 2 màu của thương hiệu Dior. Đây là 2 cái mắt kính mới nhất của thương hiệu này mới ra. Đây là một cái mắt kính trắng. Trong bộ sưu tập mắt kính của mình có gần 50 cái hiện tại thì không có cái mắt kính màu trắng nào hết. Ngày xưa có mua một lần nhưng mà cho rồi. Còn đây là mắt kính Dior. Rất đẹp, rất phù hợp với mình. Ngoài ra Tiệp có mua một màu nữa, đó là màu xanh rêu. Không hiểu sao mình rất thích màu xanh rêu. Nếu mà được sở hữu những món đồ xanh rêu mình cực kỳ thích. Đặc biệt là xe, cực kỳ thích màu xanh rêu. Đây cũng là một chiếc kính Dior màu xanh rêu. Đây là mẫu mới nhất dành cho nam. Cái kính này giá của nó là hình như gần 20 triệu, 16 đến 17 triệu một cái mắt kính. Thường thường chụp ảnh ấy, hay chụp góc nghiêng này, góc nghiêng rất đẹp. Góc chính diện thì mặt hơi to nhưng không sao.
tất cả những người gặp ở ngoài đều khen tiệm em ở ngoài đẹp trai trên hình rất nhiều. Đó mới là điều hạnh phúc. Và cái mắc kính cuối cùng đó là thương hiệu luôn vui tươi Louis Vuitton. Thương hiệu này tiệm rất thích về phụ kiện của nó, đó là giày, túi sách và ba lô và vali kéo sân bay. Cái mắt kính này, khi mà tiệm nhìn thấy nhóm nhạc toàn cầu BTS tất cả các thành viên đều đeo, tiệm phải order ngay lập tức và đã sở hữu cho mình một cái mắt kính xanh rêu rất đẹp. Cái mắt kính này tiệm cũng đã sử dụng rồi như hôm nay chia sẻ với tất cả các bạn. Lại là một màu xanh rêu nữa. Cái mắt kính này to, phù hợp với cái khuôn mặt hơi to của mình. Cái mắt kính Louis Vuitton này, nó có rất nhiều màu. Nó có màu đen và màu gì nữa. Nhưng mà cái màu đặc biệt và làm nên thương hiệu của cái mắt kính này chính là màu xanh rêu này. Và 7 thành viên của BTS đều đeo cái mắt kính này. Chính vì đó khi mình sở hữu được cái mắt kính này, mình cũng cảm thấy vui và tự hào chắc chắn. Ai xin sẽ không bao giờ tặng mắt kính này. Nó phù hợp với khuôn mặt của mình nữa. Cảm ơn người em Hanley đã order cho anh 5 chiếc kính này, anh rất thích. Em ơi, trời ơi, làm gì mà ai găng lắm vậy? Đập hộp, đúng không? Tập hộp sống của em. Ủa, cái chai này giống hiên con mực đúng không? Đúng không? Ủa, thấy cái đập này nè. Cái mùa này em có chưa? Chưa. Hết hồn luôn. Chưa. Mùa này cũng chưa luôn, nhưng mà hỏi chưa có là cho hay gì? Không, đây này em đem. Hỏi chi? Em nước hoa còn nhiều gấp 10 lần anh. Trời ơi, đập hộp mắm gũ tôi trời. Em mùa này hết hồn luôn. Bị rũ nhỉ? Ừ, còn mùa này thịt ta này đi. Tất cả những mùa này đều là anh, đâu vậy? Ai tặng vậy? Không, anh mua mà. Anh mua nó hoa đẹp. À, em thích mùa nào hơn? Cái này hơn. Ừ. Đây nó. Trời ơi, đẹp quá à. Nó hoa đẹp không? Chai này hiệu này em có nè. Hiệu em có à? Chai này em cũng có nè. Chai này em có một chai của em 70+ lần á. Vậy hả? Ừ. À, chai này anh chai cũng, này nhiêu? Anh cũng không biết mua bao nhiêu. Nó tổng cho số 5 món của anh cơ. Ừ. Bữa nay đập mấy chai nước hoa vậy? 5 nước hoa với 5 cái mắt kính. Kính Dior này. Thường hồi mình có được cái nào không bạn? Kính này kính Off-White này. Nhưng mà ý là hồi mình có được cho cái nào không? Đây xuống cho cái này. Đi xuống dưới. Xuống cho cái gì? Xuống cho cái dưới. Em hôm nay tặng anh cái gì đúng không? Anh cho em cái gì? Đập hộp này nha. Ủa nó nghe nè. Sao mà quà bí mật mà sao anh biết em có tặng quà cho anh vậy? Nhóm ngủ quái có đứa nào nói với anh không? Có nói. Có nói hả? Trời ơi. Đây, let's go. Ô cái này của em á. Tặng em á. Thôi hai đứa, mua cho hai đứa. Ôi ơi là sao? Tự nhiên cái nguyên chiếc xe em tặng cho anh rồi này, hai đứa là sao trời. Đây là một môn giải trí mà Tiệp và Trinh cực kỳ thích. Và chính vì môn giải trí này với có một Ngọc Trinh ngày hôm nay, đó là vào năm 2004 hay 2005 nhỉ? Đấy năm. Đấy năm. Và năm 2005, 16 năm trước, Tiệp gặp Ngọc Trinh tại câu lạc bộ giải trí này. Và chính vì cái buổi gặp của ngày hôm đó mới có một Ngọc Trinh của ngày hôm nay. Ừ. Cái món quà này rất đặc biệt. Ừ. Món quà này được làm riêng cho căn biệt thự này, cùng tông màu với căn biệt thự luôn. À. Anh đặt riêng, có giá gần 300 triệu. Ồ. Rồi, cùng mở nhé. Quà sinh nhật bạn chưa tặng mình á, em tặng bạn sinh nhật màu hồng đi. Ok, nếu em thích anh sẽ đặt một cái bàn màu hồng tặng em. Nguyên set màu hồng luôn nha. Màu hồng luôn. Ê, ba đứa mình cùng kéo nha. Ok, cùng kéo nha. Rồi, con đi cầm. Đi rồi. Đi. Nào, 1, 2, 3. Ô! Wow! Màu cà phê. Đây là một cái bàn pizza đẳng cấp nhất nhì Việt Nam và đó là chỉ có một cái duy nhất. Mới có cái này đầu tiên ở Việt Nam luôn hả? Đầu tiên. Ồ, anh sở hữu đầu tiên hả? Rồi anh là sở hữu thứ nhì nha. Ok, anh là người sở hữu cái bàn pizza đầu tiên tại Việt Nam. Bell La Home là thương hiệu đầu tiên của Việt Nam sản xuất bàn pizza, bàn poker, bàn billiard. Và đây là một trong những cái bàn đẳng cấp nhất Việt Nam, bàn pizza. Nó quá đẹp, màu sắc của nó đúng gu mình yêu thích. Vải màu cà phê này, màu bạc này và màu đen, ba màu phối hợp với nhau hài hòa trong một không gian biệt thự. Quá hợp lý. Ken, con thích không? Dạ con thích. Con thích bàn pizza này không? Dạ thích. Con thấy mẹ Ngọc Trinh đánh pizza có sexy không? Con không biết. Ủa nó thiếu cái gì á? Cái đầu cơ. Đầu cơ có không? Có. Ồ, im quá. Ừ. Không nghĩ rằng khi bàn pizza đặt trong cái góc nhà này nó lại đẹp và nó hợp như thế. Đúng là cái góc này sinh ra để đặt bàn pizza. Ừ, nó thì nếu như nhìn cái màu này á thì thật sự là em không có thích. Nhưng mà vào cái không gian cái phòng này thì thật sự là quá hợp luôn. Quá hợp. Ừ. Quá hợp. Tuyệt vời.
Thật sự thì Trinh với Tiệp từ xưa giờ luôn thích những cái món đồ mà nó xa xỉ, nó đẳng cấp, nó thể hiện được cái gì đó của bản thân mình á. Đúng rồi. Thích những cái gì nó phải là số 1, phải là đặc biệt nhất. Chính vì lý do đó khi Tiệp đặt chân đến Bella Home chọn bàn pizza và thấy cái bàn pizza này, không cần phải suy nghĩ nhiều, một tốt nhạc đưa ngay về căn biệt thự. Và hôm nay Ngọc Trinh là người khai bi đầu tiên, hy vọng rằng có nhiều những kỳ tích hơn nữa sau lần gặp 16 năm trước. Ngọc Trinh tạo dáng hot chưa? Yeah. Trinh thấy cái mô một bàn này thế nào em? Quá hợp với dáng em. Điều đặc biệt của cái bàn pizza này đó là cái vải bọc này được nhập từ hãng Simonic. Cái hãng Simonic này chuyên sử dụng trong các giải thi đấu quốc tế. Và hôm nay Vũ Khắc Tiệp đã sở hữu một cái bàn chất lượng, bàn pizza chất lượng như thế này. Chắc là sẽ đánh hàng ngày thường xuyên. Con biết đánh không con? Trời ơi, đánh là giỏi hơn anh luôn á. Không, trời ơi. Đánh giỏi hơn anh đó. Trời ơi, giỏi. Đâu đưa ba đánh một cái nào. Nếu mà các bạn muốn sở hữu một cái bàn pizza đẹp như thế này và đặt theo ý mình thích thì các bạn có thể đến 111, 113 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, quận 2, Bella Home, có tất cả. Và chắc chắn sau cái bàn pizza này thì sẽ đặt thêm một cái nữa màu hồng cho Ngọc Trinh. Đó, đấy chị. Lúc này 10 lần cái chị nha. Thật ra là hôm nay em cũng muốn quà đặc biệt dành cho anh và anh nghĩ là anh sẽ rất là thích. Em nghĩ giá trị của nó thì cũng không bằng cái vàng này. Nhưng mà em nghĩ là cũng đúng sở thích của anh. Nhưng mà em đã cố tình là dành đặc biệt rồi mà biết những quái nào nói với anh vậy? Thì nhờ mấy thiên vậy? Đứa nào xin nhanh trước vậy? Thiên. Trời ơi. Rồi, món quà đã để được. Ok, đi qua đi con. Đi qua xem mẹ Trinh tặng ba cái gì nào. Hai đứa trao đổi quà thân mật cho nhau. Rồi, tự mở đi. Không, nhìn biết đó gì không? Yeah. Đó là gì? Đó là một chiếc xe đạp mà anh rất thích. Trời ơi. Cậu Trinh rồi. Rồi, thôi, con tự mở ra, con mở đi, con mở đi không? Tự mở luôn đi. Thực ra không giờ nghĩ Cộc Trinh sẽ tặng cho anh chiếc xe đẹp này. Vì trước nó là Trinh anh thích chiếc xe này quá mà khó mua quá và đặt. Trinh bảo là thôi em tặng anh. Nói chơi mà làm thiệt, tại vì thấy Tiệp đạt được 1 triệu follow nè mà Tiệp không có mở tiệc gì ăn mừng hết, tại vì đang trong thời kỳ giãn cách á, nên là Trinh dành tặng món quà này cho Tiệp luôn. Thực ra cái xe đạp này mà đạp một vòng Sài Gòn chở Ngọc Trinh đi là hú hồn ấy. Đúng rồi. Còn con ngồi đây, con ngồi đây ba. Đúng rồi, nên ba mà làm cả nhà mình. Ba là cái gì? Ba là cái nến trắng con này. Con ba biết không? Không là cái này nè, cái này mà phải có đồ gác chân á, ba người đi được luôn nè, em ngồi được nè. Đấy. Cảm ơn món quà của Ngọc Trinh, một chiếc xe đẹp rất là thời thượng và rất là thời trang. Khó chịu. Rồi, xong. Hôm nay đến đây là kết thúc tập lifestyle đầu tiên. Sau giãn cách. Sau giãn cách. Và chắc chắn sắp tới sẽ có những tập lifestyle kế tiếp và sẽ thú vị hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn nhớ follow kênh YouTube Vũ Khắc Tiệp Official, Ngọc Trinh Official, Instagram của Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp. Và đặc biệt là hãy follow fanpage Venus Subject, thương hiệu thời trang của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn sức khỏe và bình an. Đau quá. Tụi mình đi chơi đây. Đau quá bà ơi. Đau quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy follow Instagram và TikTok của Vũ Khắc Tiệp để cập nhật những hình ảnh và tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.